Nhắc đến Ý thì ngay lập tức thực khách sẽ nhớ ngay đến pasta. Không phải vô tình mà pasta được mệnh danh là món ăn thể hiện đặc điểm rõ rệt nhất trong nghệ thuật ẩm thực Ý. Bởi lẽ pasta có đến hơn 300 loại với hình dạng và màu sắc khác nhau. Thậm chí cách chế biến hay phương thức kết hợp nguyên liệu cũng phải phong phú để phù hợp với từng loại pasta khác nhau. Hôm nay chương trình sẽ giới thiệu đến các bạn 3 loại pasta dạng sợi độc đáo. Đó là gì thì cùng đón xem ngay sau đây nhé. Đầu tiên, Thiên Đường Ẩm Thực sẽ giới thiệu với các bạn một sợi mì có cái tên khá dễ thương là Angel Hair, vì sở hữu hình dạng mỏng nhỏ cùng màu vàng bóng hấp dẫn tựa như tóc thiên thần. Với loại mì này, đầu bếp của chương trình quyết định cho ra đời món salad mì, đảm bảo sẽ là một khai vị hoàn hảo cho đại tiệc hôm nay. Băm nhuyễn ngò tây, bỏ hạt rồi sắc sợi ớt sừng. Thái mỏng hạt tây tím, bào vỏ cần tây rồi cắt thành khúc như vậy. Cắt đôi cà chua bi và bào lát củ cải đỏ nữa là xong phần sơ chế rau củ. Giờ thì đến công đoạn pha nước sốt nhé. Cho các nguyên liệu giấm táo, dầu ô liu, chút xíu muối, đường và tiêu vào chén rồi khuấy để tất cả hòa vào nhau. Tiến đến phần luộc mì. Khi nước sôi cho ít dầu và muối rồi bắt đầu thả mì vào. Mẹo này sẽ giúp mì không bị dính và thêm phần đậm đà. Mì chín thì đem đi ướp lạnh. Ta-da! Mì đã được mát lạnh rồi. Giờ thì trộn các loại rau củ với nước sốt dầu giấm cho đều, cho thấm. Xong thì đổ hết vào tô mì. Đảo nhẹ lần nữa cho hòa quyện là hoàn tất. Bày ra đĩa thêm vài lát phô mai và thưởng thức tôi nào. Rau củ giòn sật, sợi mì dai dai, lành lạnh, có vị chua nhẹ nhàng, ngọt thanh, hòa cùng vị bèo béo của phô mai, tạo ra cảm giác vô cùng sảng khoái và tươi mát.